Em thấy anh như thế nào? Em thấy khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà, khó gì đâu. Dạ, cái giọng anh nó hơi khó nghe. Em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? Là Võ Tuấn Sơn, năm nay em 32 tuổi. Quê quán của em là ở Bình Định, em đang công tác tại Sài Gòn. Em đang là quản lý cho một công ty vận tải hành khách. À, rồi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Và chào bạn nam bên đó. Em tên là Đinh Thị Hòa, em năm nay 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là em làm bên tóc nữ ạ. Mình làm cho người ta hả em? Dạ, em làm cho chị của em. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Em tên Hòa nên điểm mạnh của em là hòa nhập, hòa đồng nhưng mà không có hòa tan. Em nấu ăn dở. Nấu ăn dở? Dạ. Ủa cái đó điểm mạnh hả? Dạ, tại nhà em thì ai cũng biết nấu ăn hết trơn á. Không riêng mình em lại nấu dở nên cái gì nhà cũng đẩy cho em làm hết trơn á. Bắt buộc em phải làm nhưng mà nấu hoài thì cũng dở là dở. Nhược điểm của em là em hay nhũng nhẽo, hay dễ khóc nhè. Bạn trai, điểm mạnh là gì? Điểm mạnh của em là thể thao ạ. Em có những cái gọi là tật xấu gì mà mình có thể nói ra cho bạn gái bên kia biết? Em tật xấu nhiều. Thí dụ? Như hút thuốc nè, uống bia được, thẳng tính chưa? Vậy được không em? Dạ, tại em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc có thể bỏ bớt, hay bỏ dần, bỏ luôn được không em trai? Chắc em bỏ lần lần vậy rồi. Rồi, nhiều khi hồi nó gặp bạn gái có động lực bỏ luôn á. Rồi, tình trường của hai bạn thì sao? Hồi đó em trải qua được 30 mối tình à. Ừ. Mối tình sâu đậm là nhất là mối tình gần đây nhất của em là quen anh đó được khoảng 2 năm. Trước khi nghề làm tóc thì em làm có làm bên xây dựng. À thì vậy em, hả? Em học cái chuyên ngành nào? Hồi đó em học bên kế toán. Sao tự nhiên chuyển qua làm tóc? Tại lúc đó đi làm thì giống như con trai vậy á, giống như mấy ông giám sát vậy á. Xong rồi với lại đi công tác nhiều quá, xong mẹ thấy cực quá, khổ quá, xong rồi mẹ mới kêu về làm tóc với chị để sau này còn có chồng. Rồi vậy thì tại sao chia tay bạn trai cái mối tình sâu đậm? Hồi đó thì cũng quen anh đó thì tại anh đi công tác rồi nhiều quá, tác động của yếu tố môi trường rồi tùm lum lòng anh cũng thay đổi và cuối cùng tụi em không gắn bó được nên tụi em dừng lại. Rồi bạn trai bên kia tình trường sao em? Dạ em cũng quen được 3 mối tình. Nói chung là mối tình đầu, tình thứ hai là người ta là bạn em là có gia đình rồi. Còn mối tình thứ ba là bạn sắp cái gia đình. Em mắc tay quá. Chắc em mắc tay. Nhưng qua 3 mối tình đó em rút ra một bài học kinh nghiệm là tại sao lại đổ vỡ những mối tình như thế? Thứ nhất là mình không gần nhau anh. Đi như bên kia sao mặt cách lòng. Dạ. Cái sự quan tâm của mình á thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc. Quan tâm, đúng rồi. Không tâm lý với bạn gái. Phải rút kinh nghiệm nha. Bạn gái mong muốn tìm kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mong muốn kiếm bạn trai là già nghe em chút, hơn em 2-3 tuổi gì đó trở vậy lên. Là anh ra bên kia là hợp lý rồi, 32 được rồi ha. Dạ, tướng thì nhìn hơi tròn tròn chút. Cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Tròn không? Alo em. Dạ chào chị. Mạnh khỏe, có thể dân thể thao mà. Em không thích con trai hói. Em không hói vậy. Em không thích con trai mất hí vậy. Không, không có mất hí. Dạ. Nói gì nữa? Biết quan tâm, lo lắng, với lại đặc biệt là phải yêu gia đình của em. Em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chuẩn của cổ? Dạ nếu về ngoại hình thì em ok rồi. Tròn không hí, cao 1m7, cao 1m7 vậy. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em chỉ thích không uống thuốc rồi, với lại gia trưởng đó chị. À em có gia trưởng không? Với lại em, dạ. Con trai miền Trung khó lắm chị. Ba mẹ cũng khó nữa. Ba mẹ em dễ lắm em ơi. Ừ. Thì hiện tại anh đang ế quá, ba mẹ rất là dễ. Cái điều mà em thích nhất ở người bạn gái là cái mẫu người nó như thế nào? Bạn gái cây cao trên 60, thích thể thao một xíu ạ. Có chơi thể thao gì không em? Không, em biết chơi gì vậy? Không. Em có chơi banh đũa không? Dạ, nhỏ có anh. Đúng rồi, cũng có thể thao, thể thao rồi đó. Banh đũa cũng thể thao. Cái gì nữa? Cá tính một xíu, dạ. Có, cá tính. Dạ, ăn mặc phong cách với lại... Phong cách có luôn. Sống nghiêng về gia đình một xíu vậy. Có, dạ, ta rồi. Muốn thằng phải thương dạ. Gia đình ta nữa, thấy không? Em không thích từ gò bó của bạn gái đâu. Kiểu kiểm soát rồi dạ, nhau đúng rồi, không? Dạ, phải tin tưởng đúng dạ, không? Chơi thể thao nhiều, em ví dụ em đi đá banh em dẫn bạn gái theo cổ vũ không? Dạ có chứ. Em chịu đi theo cổ vũ bạn trai không? Dạ đi chứ. Phải đi. Dạ. Đến qua coi rằng bạn gái sao nha. Dạ em chào. Ô, anh chào em gái xinh đẹp. Tại sao em không thích đàn ông hói hí? Hói hí nhìn kỳ đúng không anh? Sau này đấy con hí đó. Thí dụ như đàn ông mắt 2 mí, đầu không có hói, ta nhậu nhẹt, ta bê tha, người ta bỏ vợ bỏ con, người ta đủ thứ hết trơn. Trong khi đàn ông hói hí, người ta giỏi, người ta chăm sóc vợ con. Em chọn nào? Em chọn hí. Thấy chưa? Quan trọng là chồng á, dạ. Thương mình, còn hói hí thì cái chuyện đó chuyện của trời rồi. Làm sao để giảm hói hí được, thấy không? Dạ. Rồi đây, cưng sẽ hí, sẽ hói đó cưng. Rồi. Rồi, cô gái rất là xinh đẹp. Này, chứ gái là đàn trai chịu đàn dạ. Gái rồi đó nha.
Em đi với lại em gái với lại em rể của em. Em chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường ạ. Em là em rể của chị Hòa. Chị Hòa là một người khá vui vẻ, yêu thương ba mẹ. Em hỏi anh xíu. Dạ. Anh ở Bình Định đúng không? Dạ đúng rồi. Em nghĩ cái vấn đề bỏ thuốc á, chị Hòa rất ghét. Thì dạ, nếu mà hai người thương được nhau á, thì em nghĩ là anh nên bỏ thuốc đi. Giống như em cũng bỏ được rồi. Em được, thấy dạ, anh này bên này cũng được chị Hòa. Cũng cao, cũng sạch sẽ, thể thao, nhìn cũng khá bảnh á, bảnh hơn em á. Có hí không? Dạ, không hí. Như em thì em hí đó, nhưng mà chị Hòa không liên quan tới em. Dễ thương ấy. Anh trai bỏ thuốc đi nha. Dạ, hôm nay em đi với anh trai của em, anh ruột của em á. Anh trai là trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Đi với anh trai mà còn hồi hộp hơn là cái em trai á. Tại vì ba mẹ dặn là đi sao để kiếm được vợ cho em mà. Tại mẹ làm mai chút mà không được, chờ sự mát tay của anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Đối với ba mẹ anh á, thì vợ anh á còn được cưng chiều hơn anh mà. Em đừng có lo là ba mẹ là khó. Nên em bỏ qua cái chuyện mà làm dâu miền Trung là khó. Bữa này anh thấy bấm được á, bấm liền luôn đi. Bấm liền luôn đi. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sơn. Dạ. Chào em. Hôm nay anh tới chương trình có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây là trang phục của đội bóng của anh. Anh bắt em mặc trang phục không, luôn hả? Nếu mà sau này hai đứa mình quen nhau thì em có thể mặc áo này đi cổ vũ. Cổ vũ từng một trận hai trận thôi. Dạ. Anh, em tặng anh này. Anh thấy đẹp không? Trời ơi, tôi thấy nó không được đẹp lắm. Bánh này là bánh tự tay em làm á. Có đèn đen á. Gì vậy? Ăn đi em, bánh dạ, khác đó Cương, ăn dạ, đi Cương. Anh thử coi ngon không? Bánh này bánh gì em? Dạ, bánh chuối nướng anh. Nướng hơi quá lửa. Dạ, nhưng mà ngon gì? Ngon hả? Dạ, ngon, cái gì cũng bạn ngon nữ hết trơn. Làm gì cũng ngon. Khác ăn ung thư đó, ngon cái gì. Rồi, mình trò chuyện với nhau đi. Cảm nhận đầu tiên khi mình gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy anh như thế nào? Anh khó mà. Anh khó hả? Anh dễ tính mà, khó gì đâu. Dạ, cái giọng anh nó hơi khó nghe nữa. Đúng rồi, giọng miền dạ, Trung, Bình Định thì nói khó nghe. Thì từ nếu mà em đi chơi anh nhiều thường xuyên thì nói dễ nghe. Không có đâu em. Tại em chưa tập với vợ anh cũng miền Trung, Bình Định nói cũng nghe khó vậy sao. Anh năm nay 32 tuổi hả? Đúng rồi, 32 tuổi. Ủa sao anh ế lâu vậy? Hiện tại là 2 năm anh chưa quen ai. Dạ. Anh được cái là thì trung tình lắm. Em thích thể thao. Dạ cũng thích. Thích nhưng mà cũng ít thôi à. Không có đi, không có coi nhiều. Dạ. Tại hồi xưa em làm bên công trình đó, nên cũng hay đi với mấy anh đi mấy cái hội thể thao đó, banh đồ này nọ. Em thì em thích con trai ga lăng chút xíu, cưng em chút, biết quan tâm. Dạ, và đừng có gia trưởng rồi. Và em nghe người ta nói là trai miền Trung gia trưởng lắm luôn á. Anh trai út mà. Tại một vấn đề thì em nghĩ là mình cùng chia sẻ thì nó sẽ tốt hơn. Thì quan điểm tình yêu của anh á, thì thứ nhất á, là phải chia sẻ với nhau. Cái thuốc thì từ từ anh sẽ bỏ thôi. Nếu mà hứa bỏ liền thì không được đâu. Nhiều lúc bỏ không được thì nó công em là hứa phải làm gì. Nhưng mà ít ra mình cũng phải có cái thiện yeah, chí nói đúng cho rồi, cô nghe. Thì em nói thì bỏ một thời gian nữa thì bỏ. Yeah. Thời gian là bao lâu anh? Thì chắc cũng vài tháng đó em. Lỡ mà tới ví dụ 1, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó anh không bỏ thuốc được thì không sao? Không bỏ, không cho hôn. Phụ nữ làm hay đó. Tức là ông không bỏ là không cho hôn lần. Dạ. Là phải bỏ thôi. Còn bây giờ hiện tại bây giờ một ngày thì anh hút bao nhiêu gói thuốc à? Anh hút ít mà nửa gói à. Dạ. Cũng không nhiều đâu. Anh nhậu nhiều không anh? Được 6 chai, 8 chai đó. 8 chai không, à? 6 chai thì cỡ anh 6 chai thôi. Dạ, tám tại thì cũng... nhà em thì không ai biết nhậu hết trơn á. Nhà em thì em rể của em cũng không biết nhậu, rồi ba mà em không ai biết nhậu hết trơn. Nhưng mà có một mình ông anh kế của em là ông biết nhậu. Mà ông lại nói với em là mày quen ai mà biết nhậu cho tao. Thì vậy thì... được rồi đó, có bạn nhậu cho anh rồi. Tại đây ông không thích ai nhậu với ông lắm. Thì đa số anh em thì chiều chiều gặp nhau thì xong giờ làm á, khách đồ xong hết rồi thì ngồi, một là đi đá bóng, hai là làm trai. Ngày mốt có người yêu phải dành thời gian cho người đúng yêu rồi, nó dạ, khác à. Ví dụ sau này mình quen với nhau á, rồi Tết rồi về sao về anh? Mình em anh là khoảng một năm là chia nhau một năm, như năm nay, năm trước là anh ở rồi. Năm nay anh sẽ về, năm tới là anh sẽ ở. Là năm ở năm về hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ví dụ sau này, ví dụ em lấy anh làm chồng rồi sau này, rồi em muốn về nhà em rồi sao?
Thì năm ở năm về đó. Ấy là thì Tết em phải về nhanh chơi chơi chứ. Em xây xe nữa, xây xe lắm luôn á. Không có đi xe nhỏ mà xe bên anh nhiều lắm. Dạ. À. Em rồi. Mời anh Nguyên Linh dừng bánh em làm. Cái gì vậy? Coi gì? Thôi. Coi chơi thôi. Tân bóng đi, đem trái bóng theo kìa, tân bóng tặng cổ đi. Thì em đem bóng này thì em mời anh Nguyên Linh. Mời Nguyên Linh làm gì? À, em nhìn cho, giao lưu một xíu. Bánh không mời, mời bóng. Rồi. Chuyện bóng anh. Đá bóng giống như muốn quýnh lộn vậy. Vô anh, chuyện em anh. Đúng rồi anh. Dục anh. Tưởng gì? Sao đá bóng mà giống bóng vậy? Nhớ xưa quá à. Chơi như xưa vậy đó. Dễ thương quá. Giờ qua người nha. Anh lắp bên đây em qua người nha. Trời. Vậy mà cũng đá bóng. Được không? Dạ được anh, đá tốt quá anh. Đá tốt không? Dạ thôi, được. Xưa anh đá đội xã mà. đứng lên em trai. Mình đang, người ta đang cảm nhận mình hơi khó đó. Nắm tay nhau mình truyền một chút điện cho nhau đi. Hãy nói cho nhau nghe thật sự trong lòng mình bây giờ đang nghĩ cái gì. Rồi chúng ta quyết định về chỗ có bấm nút với nhau hay không. Cho một cơ hội để nắm tay để cảm nhận đó. Nhìn thẳng vào mắt cô ấy đi. Thì anh cảm nhận em rất xinh. Dạ em cảm ơn. Ai làm gì làm. Vậy thôi đó hả? Rồi cái ông kia người ta đang, ông Mai kỳ cục, người ta đang tới cái đoạn quan trọng rồi, ông đi đâu vậy? Đi đâu vậy anh Linh? À. Nước mắt thì anh hy vọng đi. Gì vậy? Đi đâu vậy? Bánh khác. Ủa bánh em có vấn đề hả cưng? Không, em làm mới làm xong sáng nay luôn á. Em làm kỹ lắm luôn á. Sao anh Linh ăn xong rồi anh đi xuống sân khấu luôn vậy? Anh nướng hả? Dạ em nướng. Okay. Nhưng mà tại lúc sáng okay. Em tại sáng em cũng đang luôn bu khách quá trời rồi. Hèn chi. Thôi bỏ qua vô bánh đi. Vô chuyện ấy đi ha. Thôi xong hết rồi. Rồi xong rồi hả? Có cái duyên chúng ta mới gặp nhau tại đây trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Tuy nhiên có là cái nợ hay không là ăn thua cái nút bấm của các bạn. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút chỉ để là uống cà phê hay là nói chuyện dăm ba câu. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm nút là mình trao cái duyên mình cho người đối phương. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Ừ. Sao em gái không bấm? Lý do? Em bấm rồi mà. Hả? Em có bấm mà. Có bấm hả? Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bấm nhưng mà hơi khét. Chúc mừng hai bạn nha. Nói chút xíu với gia đình đi. Thì em hứa thì sẽ quan tâm bạn gái nhiều hơn. Chắc em mò thuốc. À. Dạ. Rồi, hôn bạn gái đi. Con tên là Trương Mỹ Thảo. Năm nay con 24 tuổi. À. Dạ, quê con ở Đồng Nai. Hiện con đang làm phiên dịch viên tại một công ty Nhật ở thành phố Hồ Chí Minh. Arigato. Arigato gozaimashita. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Nguyễn Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả em trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lê Tấn Tài, em nay 28 tuổi. Em đến từ Dòng Riền, Kiên Giang. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Đang công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Toàn Phát Tài. Em làm công việc gì trong đó? Công ty là của em luôn ạ. À, hèn chi nó trùng tên. Vậy là vui rồi. Hôm nay Tấn Tài Tấn tới ha. Dạ. Con gái bên kia giới thiệu luôn đi. Ưu khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con là con rất là vui vẻ, hòa đồng, con hay cười. Ừ. Con cảm thấy là con có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với mọi người. Và con hát cũng được. Rồi. Hát cũng được. Còn cái nhược điểm của mình? Nhược điểm của em thì nhiều khi em nói chuyện em không có cố ý đâu, nhưng mà vô tình thì em hay trong mày nhăn mặt. Người khác đối diện mà nhìn vào con thì tưởng là con là người rất là lạnh lùng. À. Nhưng mà thật ra tiếp xúc rồi thì thấy là
con có lùn nhưng mà con không có lạnh lắm. Có lùn nhưng mà lạnh. Dạ. Dễ thương. Nói chuyện ta trâu mày ta thấy khó chịu đúng rồi. Mai mốt cạo chân mày đi khỏi trâu lại. Và bạn trai, cụ thể về nghề nghiệp của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, em công việc của em là kinh doanh và sửa chữa mua bán xe nâng, xe xúc ạ. Điểm mạnh của em là rất là năng động và vui vẻ. Em không hút thuốc, yêu văn nghệ. Mê hát thử bài đi. Hát. Xin phép hát một bài liên quan về nghề nghiệp của em luôn nhé. Rồi. Dạ. Dạ, bài hát này lấy lời nhạc chế của bài Duyên Phận. Xe nâng, xe xúc, xúc gì đó. Rồi, rồi, vô, vô luôn. Nào. Dạ, để em hát không? Hồi phần sau. Cái này cầm chơi được hả? Dạ, làm đẹp được hình. Đời anh thơ mãi, yêu một mình em thôi. Lòng thầm thương em từ rất lâu nhưng còn ngại ngùng. Sợ rằng em chê, người anh lem lúc thấy tay chẳng dính vết dầu. Nghệ thuật nhân gian, từng giọt mồ hôi rơi. Cuộc đời quanh năm đập các cưa đo đạc suốt ngày. Thế nhưng mà anh lòng say xưa lắm. Làm nghề thơ mai anh phải học từ lâu. Em ơi nghề anh cũng như bao nghề thôi. Cũng vang niềm vui vang tiếng cười. Phong sương đời trai nhiều khi buồn đau mà lòng anh luôn cố gắng vượt qua. Em ơi nhìn đi thế gian ngoài kia có bao người đang say rất nồng. Mong em cùng anh dừng say, làm nghề thơ mãi nên tính anh luôn thẳng tâm. Dễ thương. Rồi, em gái em kia đáp lại coi nãy em hát được đó. À, em xin phép hát một bài tiếng Trung đi ha. Rồi. Chính chính thế chân ní tờ ở tố, xa ràng hề yô. Chính quan dung yên bú xuyên thay tố, để ní sô. Đã khai ní tờ ái chinh sổ chơ. 就在此刻, 为你唱的专属情歌, 要记得. Ủa mà sao thông dịch viên tiếng Nhật rồi đi hát tiếng Trung? Tại vì em thấy bài này nó hay, nó đang nổi trên TikTok đó chị. Xin chào con. À, con chào chú. Trời, dễ thương quá. Con có tật xấu gì không? Tật xấu của con là con ăn hơi nhiều. Ăn nhiều mà có chút xíu hả? Dạ đúng rồi, con ăn nhiều nhưng mà con không có mập, mà cái bạn ở cùng phòng với con nó mập. Trời ơi. Mấy mối tình rồi? Duy nhất một mối tình à? Kéo dài lâu? Khoảng 5 năm á chú. 5 năm dài thoảng luôn á. Vậy sao chia tay? Tại vì giữa hai người nó không có cái quan điểm cùng chí hướng á, cho nên là... Quen từ lớp mấy? À, lớp 12. 12. Quen từ lớp 12 tới đại học mà nó không cùng chung chí hướng. Hay lớn lên có anh nào theo đúng không? Dạ không, có theo nhưng mà con không có theo lại. Không theo lại đúng không? Ý là chưa có phù hợp. Coi như mối tình nó bỏ qua nha. Bên kia sao? Trải qua mấy mối tình rồi em trai? Dạ em trải qua được một mối tình này chỉ có tường. Bao lâu? Mối tình em kéo dài cũng khoảng 3 năm á. Sao chia tay? Lúc đó là công việc em cũng chưa ổn định lắm nên là không có thời gian nhiều để quan tâm mình với tới bạn gái á. Xảy ra nhiều chuyện không mong muốn nên là dẫn chia tay. Thật ra bây giờ mình yêu nhau mình phải quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì tình yêu mới lâu dài được ha. Vâng ạ. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái là cao khoảng 1m50 trở lên. Em thích bạn gái có mấy tóc dài càng tốt, có nụ cười đẹp, hàm răng đẹp. Bên không. Kia nụ cười có đẹp, hàm răng có đẹp, tóc chưa dài lắm. Dạ, tóc chưa dài có thể dài được không sao. Ừ. Bạn nữ biết nấu ăn được càng tốt. Nấu ăn được. Dạ, không? Biết được. Rồi điểm nào không thích ở bạn nữ? Không thích bạn nữ quá chua chát. Vừa nói chua chuyện, vừa chát. Như nói chuyện cọc là nói lớn. Nói giọng chua đó. Dạ, có nhiều chuyện quá. Em nãy giờ em nghe cái bạn bên kia nói có chua không? Dạ em thấy ngọt lắm. Này tao nhão nhẹt ha, dễ thương lắm. Em thích phụ nữ bạn gái là có tính trẻ con xíu càng tốt. Trời, đúng mình rồi. Trẻ con lắm. Tại vì bạn nữ mà có tính trẻ con á, nhiều khi mình cái công việc gì người ta xin mình hỏi cái gì á mà người ta nói nũng nịu xíu mình cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng rồi, phụ nữ càng nhõng nhẽo càng thích. Dạ. Lúc mình quạo nhõng nhẽo mình mệt thêm. Vậy còn bạn nữ, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em mong muốn là bạn trai của em trước tiên là phải hiếu thảo, có trách nhiệm với bản thân mình, với người thân, và phải chín chắn, suy nghĩ chín chắn và sâu sắc. Còn tao làm giám đốc mà mấy thứ đó chuyện nhỏ. Có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ được, 1/3 của chú Quyền Linh là con rất là mãn nguyện luôn rồi chú. Quay mặt quá tôi coi được 1/3 không? Đây đẹp trai hơn. Dạ em chào chị. Vui tính hơn. Làm lớn hơn chú làm giám đốc. Chú làm ai đốc chú làm. Ai xuống chú làm giám suối. Hơi ốm thiếu ăn về mình nuôi được không? Không sao. Không sao. Vài mốt ví dụ mà có con thì con sẽ nuôi cho mập luôn. Có cái gì không thích ở người bạn trai? Con muốn bạn trai con cao, to, có thể đen nhưng mà không có được hôi. Thì đó, cái gì? Không có được hôi. Hôi hả? Dạ.
nhìn phải, mình phải chỉnh chu sạch sẽ. À, dễ gì hôi. Có hôi không? Làm gì có, giám đốc ta ngon lành thơm phức. Máy móc đó, sợ máy móc dầu mỡ quá đó. Trong công việc thì cái đó là mình không có tính. Đi chơi hẹn hò thơm được rồi. Dạ. Cao chưa có to, nhưng mà chị to thấy là chuẩn, mình hợp lý được. Rồi đó. Khi dạ. nào tiến tới hôn nhân được? Sang năm là có thể được. Ok, khi nào em tiến tới hôn nhân được? Quan trọng là hai người hợp nhau là tiến tới hôn nhân được. Dạ. Nhưng mà bây giờ hẹn hò người em đang ở thành em phố đúng không? Em ở thành phố. Quận mấy? Em ở quận Bình Thạnh. Dạ cũng rằng ạ. Rồi công việc có sắp xếp đi hẹn hò được không? Dạ thoải mái, công việc em sắp xếp thoải mái ạ. À. Thoải mái ha. Dạ. Giám đốc mà lo gì ha. Khi nào có đi chứ. Sau này là mình lập nghiệp ở đó luôn đúng không em? Hiện tại công việc em đang ở Long Thành, Đồng Nai. Chị dạ. thấy là cặp này hợp lý rồi đó. Rất được đó. Bây giờ đó là bạn nữ bên kia, bạn xem coi hình ảnh bạn trai hồi lúc nhỏ coi đẹp trai không nha. Dạ. Chiêm ngưỡng trước đi. Đó. Đó. Trời. Đẹp trai không? Dạ rất là baby cu te. Baby cu te. Mắt to chứ thường. Đen. Tròn. Ừ. Dạ. Càng lớn sụp lại mí rồi đó. Được ha. Dạ được. Rồi bạn trai bạn nhìn đi. Bạn gái lúc nhỏ đây. Đó. Đoán cô nào không? Chắc là cô váy trắng hả? Cô váy trắng đó. Được không? Cái hình gì mà quan nghiệt vậy trời. Nhưng mà chắc vậy thì thành công lắm à. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bạn đại học của em ạ. À. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Bạn em thì hiền lành, nhí nhảnh, dễ thương. Còn anh bên này thì nhìn anh chín chắn và nhìn anh già hơn so với tuổi. Nếu mà hai người thử tìm hiểu thì em nghĩ là hợp. Thảo thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi, dạ, cảm ơn ạ. À, hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh chị và cháu ạ. Dạ, lời đầu tiên cho Văn Đông gửi lời chào thân thiện tới chương trình. Dạ, chào anh. Tài là một người sống chân thật, chân thành, rất là hiếu thảo, rất phù hợp với em. Và anh thấy em ở chỗ em bù đắp lại cho Tài thì anh nghĩ là rất là hợp. Xin hết, xin rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn sếp. Để xem hai người hợp nhau không. Mở rào. Vô liền nha. Rồi, xin mời hai bạn. Chào em. Hả? Dạ, chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Đây là bó hoa này là anh bó 60 hoa. Dạ. Ý nghĩa giống là 60 năm cuộc đời em. Dạ. Anh đã tận dụng được hết phần nửa đó rồi. Hôm nay anh muốn gặp em là mình mong là anh bắt đầu lại từ đầu sẽ có 60 năm cuộc đời tiếp. Dạ. Món quà thứ hai anh gửi em. Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng có món quà tặng anh. Em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh. Không biết là anh có thích đọc sách không anh ha? Từ nay sẽ thích đọc sách. Dạ, em hy vọng là anh sẽ thích nó. Anh thấy em sao, có giống như là anh tưởng tượng không? Thật sự là anh không tưởng tượng được như vậy luôn á. Tại vì em nhỏ quá đúng không? Không phải, em rất là xinh, dễ thương. Em cảm nhận anh như thế nào, chắc là hơi thất vọng hả? Anh cũng được mà, cũng dễ thương mà. Anh hơi cứng xíu tại vì anh dùng cả thanh xuân của anh đó để lo cho công việc rồi. Dạ. Cả tuổi thanh xuân anh dùng cho công việc, còn lại tuổi già anh để lại cho em. Đến với chương trình, anh xin hát một bài để tặng em. Anh thích em, thích nụ cười, thích ánh mắt, thích cả bờ môi, thích bước chân kiều xa gót ngà, thích tất cả những gì là của em. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc gương để đường em soi, đường em ngắm ngay khi thức dậy. Và anh thầm ước anh sẽ như là chiếc son môi để đường em bôi. Ôi hạnh phúc với anh chỉ có thế. Và anh thầm ước trong chiếc bóng được bên em đi khắp nơi. Anh ước là ánh trăng để chiếu soi lối em về. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi, tình yêu anh dành cho em. Và anh còn ước trong chiếc gối được em ôm trong giấc mơ. Anh hứa sẽ sớm mai tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể miễn sao em được vui với anh. Không gì có thể thay thế em. Hay quá. Hay lắm. Gái, ý nghĩa. Cảm nhận như thế nào?
Dạ rất là hay luôn chị. Em có muốn đáp lại gì không? Dạ em cũng hát, xin hát tặng anh một đoạn ha. Đừng hát bài đập vỡ cái đàn nha em. Dạ không. Em hát một đoạn bài Ngại Ngùng thôi ạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh, nhưng âm thầm em mang từ tầng sâu trái tim đang mơ màng. Mọi lời lúc đó em cho anh mãi như còn, thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Dạ xin hết ạ. Bây giờ thôi, mình thôi đưa cái đàn đi, trò chuyện một chút xíu về quan điểm tình yêu đi. Không hay tôi đàn nghe cũng dở. Anh nói trước nha. Dạ. Anh thấy khoảng cách không có xa, là Long Thành Đồng Nai mà lên đây thì cũng rất là gần. Dạ. Giờ anh có phương tiện điều kiện để lên với em, nên là lúc này em cần anh sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể đến được. Công việc trong ngày tuần thì em rảnh những ngày nào? Thứ bảy chủ nhật thì em được nghỉ. Cuối tuần thì em hay về quê. Cái đoạn đường em về quê thì cũng có đi ngang qua Long Thành. Nhà của em là ở Trảng Bom. Không biết là đối với anh thì cái yếu tố nào là quan trọng nhất trong tình yêu ha? Anh cần nhất là sự chung thủy và sự thông cảm. Đối với em, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng. Phải tin tưởng nhau. Anh cũng dạ, giống như em. Rồi hai bạn tiến tới, bạn trai mạnh dạn tiến lên nắm tay bạn gái để chúng ta cảm nhận. Dạ. Ở lần đầu tiên gặp em mặt rung này, mình thấy như thế nào? Em rung hả? Dạ. Em thấy tay anh lạnh hơn tay em luôn. Tay anh lạnh đó hả? Dạ. Hỏi em thích con trai hơn gái? Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đòi làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Đó là cái sẽ thích hơn thôi anh. Khó mà trai gái gì cũng được. Đã có suy nghĩ trong đầu rồi, cái đẻ con gái cái bực mình. Bực mình cái đẻ thêm đứa con gái bực mình nữa. Vậy là đẻ ra con gái thì sao ạ? Con gái dễ thương mà, dễ mình dễ chăm đó. Mỗi người một câu nữa thôi. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Anh rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Rồi. Rồi, về chỗ đây. Trở về vị trí với bạn. Những gì hai em nói cũng đã nói rồi, nhìn nhau đã nhìn rồi, cảm nhận tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta hãy lắng đọng lại để quyết định xem có hẹn hò hay không, quyết định có đi đến xa hơn hay không. 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất đơn giản và nút đã bấm. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Rất là dễ thương. Hình như là cặp đôi này họ sinh ra để dành cho nhau hay sao đó. Anh tin rằng tụi em sẽ sớm báo tin vui đó nha. Chúc các bạn hạnh phúc.